về được một ít 15 Plus. Nói chung không có nhiều, có 4 máy 4 màu. Nó là hàng mới tồn kho hàng, mã Hàn anh em nhé. KHA 100%, em này thì có thể dùng được SIM, bởi vì mã KHA thì mới dùng được SIM, có khai SIM vật lý đây này. Đó. Đây là màu hồng. Còn cả siêu. Pin pin của em này là pin còn nguyên 100 anh em nhé. Còn nguyên 100. Đó. Bởi vì nó là hàng mới tồn. Đây. Plus, đây là màu hồng. Đây. Chỗ này dán để che cam bảo vệ cho nó đẹp. Đây là màu hồng anh em nhé. Và tiếp theo đây là có màu trắng. Đều như thế. Nói chung là mới nguyên thì cũng chả có cái gì phải lăn tăn. Ngoại hình thì đây. Có thể gắn được cái SIM vật lý. Có thể gắn được cái SIM vật lý anh em ạ. Có cả màu đen. Rồi cả màu xanh ngọc. Anh em thích màu nào thì anh em đặt hàng nhé. Anh em có thể tìm like, follow, để lại bình luận và anh em vào cái phần hồ sơ của mình để anh em tham khảo thêm để biết được cách thức đặt hàng.